chào những người hâm mộ bóng chuyền Việt Nam. Chúng ta đã đi đến những ngày cuối cùng trong năm 2022, một năm rất sôi động của bóng chuyền. Các giải đấu trong nước đã khép lại nhưng không vì vậy mà chúng ta thiếu đi những thông tin hấp dẫn. Năm 2022 khép lại và bóng chuyền Việt Nam cũng cần có những lịch trình cho năm 2023 để sôi động. Ngoài bóng chuyền nữ thì đội tuyển nam cũng có thêm những sân chơi chất lượng. Mùa giải 2022, đội tuyển bóng chuyền nữ tham dự 3 giải đấu, đó là SEA Games 31, AVC Cup và ASEAN Grand Prix 2022. Ngược lại, đội tuyển bóng chuyền nam chỉ tham gia chinh chiến một giải đấu quốc tế duy nhất, đó là SEA Games. Vào tháng 3 năm 2023, sau khi khép lại vòng 1 giải bóng chuyền vô địch quốc gia Cúp Hóa chất Đức Giang 2022, hai đội tuyển sẽ tập trung để chuẩn bị cho các giải đấu quan trọng. Giải đấu quốc tế đầu tiên mà hai đội tuyển bóng chuyền nam và nữ Việt Nam tham dự, đó là SEA Games 32. Năm 2023 tới đây sẽ có 3 đại hội thể thao lớn, đó là ASEAN 19 diễn ra vào tháng 9 tại Trung Quốc, SEA Games 32 diễn ra vào tháng 5 tại Campuchia và Đại hội thể thao và võ thuật trong nhà diễn ra vào tháng 11 tại Thái Lan. Hai đội tuyển bóng chuyền nam và nữ Việt Nam sẽ góp mặt tham dự cả 3 đại hội thể thao nói trên. Ngoài ra, hai đội tuyển cũng góp mặt tại ASEAN Grand Prix, nội dung nữ dự kiến tổ chức tại Việt Nam và địa điểm tổ chức nội dung nam đang được chọn lựa. Ngoài cấp độ đội tuyển quốc gia, bóng chuyền Việt Nam cũng tích cực chuẩn bị khâu tổ chức cho hai giải đấu cấp độ lớn nhất câu lạc bộ là giải vô địch quốc gia và giải vô địch thế giới các câu lạc bộ. Như vậy, bóng chuyền Việt Nam sẽ có một năm 2023, thậm chí còn bận rộn năm 2022 với rất nhiều giải đấu lớn. Việc có nhiều giải đấu chất lượng dành cho đội tuyển nam khiến nhiều người hâm mộ bóng chuyền Việt Nam phấn khởi, nhưng bên cạnh đó cũng xuất hiện nhiều lo lắng. Nếu như đội tuyển bóng chuyền nữ phần nào cho thấy những dấu hiệu tích cực trong năm 2022, thì đối với đội tuyển nam, tấm huy chương bạc tại SEA Games 31 là chưa đủ để khiến cho người hâm mộ có thể an lòng. Trên thực tế, đội tuyển nam đã chia tay huấn luyện viên Lee Huân Ninh và bắt đầu tìm kiếm huấn luyện viên nội. Tuy nhiên thì mặt bằng chung hiện tại không có quá nhiều cái tên thật sự nổi bật. Theo các chuyên gia thì chỉ có 2 vị huấn luyện viên thật sự nổi bật để ngồi vào chiếc ghế nóng, đó là ông Trần Đình Tiềm của Biên Phòng và ông Bùi Trung Thảo của Tràng An Ninh Bình. Họ đều là những huấn luyện viên có thành tích nổi bật nhất của bóng chuyền Việt Nam trong năm nay. Nếu như huấn luyện viên Bùi Trung Thảo giúp Tràng An Ninh Bình lên ngôi vô địch vào 2 năm liên tiếp, thì huấn luyện viên Trần Đình Tiền cũng giúp đội bóng quân đội giành chức vô địch tại giải quân đội mở rộng 2022 và lần gần nhất là chức vô địch đại hội. Tuy nhiên, cả huấn luyện viên Trần Đình Tiền và Bùi Trung Thảo đều chưa có nhiều kinh nghiệm dẫn dắt đội tuyển. Quyết định đặt niềm tin vào ai chắc hẳn là bài toán khó với Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam. Xét về mặt lực lượng, bóng chuyền Việt Nam cũng đang xuất hiện những gương mặt nổi bật như Văn Hiệp hay Ngọc Thuân của Biên Phòng hay Nguyễn Văn Quốc Duy. Tuy nhiên, chúng ta lại đang thiếu rất nhiều sân chơi khi trong năm 2022 chỉ thi đấu duy nhất một giải, đó là SEA Games 31. Các cầu thủ có rất ít thời gian tập trung, qua đó khó có sự kết nối ổn định ở các giải đấu. Để khắc phục điều này, có lẽ Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam cần có những sự tính toán phù hợp về mặt thời gian cũng như tạo điều kiện để các đội tập huấn cọ sát như đội tuyển nữ. Tạm gác lại những kế hoạch của bóng chuyền Việt Nam trong năm 2023, chúng ta hãy cùng tìm hiểu về đối thủ lớn nhất trong khu vực, đó là Indonesia với sức mạnh đến từ quái vật Reban. Nếu như bóng chuyền nữ Đông Nam Á chứng kiến sự thống trị tuyệt đối của Thái Lan, thì ở nội dung nam, người hâm mộ cũng đang lo lắng viễn cảnh đó xảy ra với Indonesia. Indonesia đang là nhà đương kim vô địch 2 kỳ SEA Games liên tiếp, nhưng cái cách mà họ đánh bại đối thủ mới khiến người ta hoàn toàn nể phục. Dấu ấn lớn nhất mà đội bóng xứ vạn đảo tạo ra chính là ngôi sao Rivan Numoki, người reo dắt nỗi kinh hoàng với những tình huống đập bóng xuyên phá mọi rào chắn. Dường như không gì có thể ngăn cản được ngôi sao cao 1m96 này. Vượt khỏi đấu trường khu vực, Rivan Numoki đang ngày càng khẳng định khả năng của mình ở những giải đấu với cấp độ châu lục và quốc tế. Người ta vẫn nói rằng muốn khởi đầu tốt phải cần có đam mê, nhưng Rivan Numoki lại là trường hợp hoàn toàn trái ngược. Anh không yêu thích môn thể thao này và đến với nó theo một cách vô cùng miễn cưỡng, nhưng vẫn có thể đến thành công. Sinh ngày 16 tháng 7 năm 1995 tại thị trấn nhỏ Bangko thuộc tỉnh Jambi, Indonesia, Rivan lớn lên không giống những đứa trẻ bình thường. Cậu bé thường bị trêu chọc và tự ti vì thân hình quá khổ của mình. Năm học cấp 2, Rivan đã cao hơn 1m80 và bắt đầu nhận được sự quan tâm của các chuyên gia thể thao. Như rất nhiều người dân Indonesia khác, Rivan muốn được chơi bóng đá, nhưng các huấn luyện viên thể dục muốn tận dụng chiều cao của cậu cho bóng chuyền. Sau rất nhiều lần từ chối thì vào năm 2012, Rivan ở tuổi 17 đã bắt đầu làm quen với môn thể thao này. Vào thời điểm dậy thì, cộng thêm việc tập luyện thể thao đều đặn giúp Rivan gia tăng chiều cao một cách đáng kể.
ở cấp độ trung học, rất khó để ngăn cản một vận động viên cao 1m92 như Rivan với sải tay dài, tầm bật nhảy khủng cùng những cú đập như trời giáng. Từ giải đấu này qua giải đấu khác, Rivan liên tục tăng hiệu số ghi điểm. Mọi con số thống kê đều tăng phi mã và rất nhiều chiến thắng đã tạo nên chức xúc tác gắn bó cậu bé lớp 11 với môn thể thao này. Vào thời điểm đó, Rivan chỉ dựa vào sức mạnh và chiều cao. Những kiến thức cơ bản về bóng chuyền của cậu ấy cũng chưa nắm vững. Rivan thi đấu khá bản năng, căn bản là cậu ấy liên tục chiến thắng nên chưa nhận ra mình cần khắc phục những điểm nào, huấn luyện viên của Rivan khi ấy tiết lộ. Đến thời điểm thi đấu tại Capoda Cup Jambi, Rivan đã nhận được sự chú ý rất lớn đến từ tuyển trạch viên xuất phát từ câu lạc bộ Surabaya Samator và một bản hợp đồng đã được đưa ra. Tên tuổi của câu lạc bộ hàng đầu bóng chuyền Indonesia khiến Rivan không thể từ chối, bất chấp việc anh phải rời xa gia đình để chuyển tới Sidoarjo, thành phố cách rất xa quê hương Jambi. Với tư chất sẵn có, tài năng trẻ khi đó mới 18 tuổi đã không tốn quá nhiều công đào tạo của Surabaya Samator. Rivan gần như lập tức được đôn lên đội 1 và thi đấu chuyên nghiệp bắt đầu từ mùa giải 2013. Từ đó cho tới năm 2019, anh giúp câu lạc bộ của mình 5 lần vào chung kết vô địch quốc gia Indonesia, đi kèm với đó là 4 chức vô địch vào các năm 2014, 2016, 2018 và 2019. Năm 2019 cũng là thời điểm đánh dấu những bước tiến mạnh mẽ của Rivan khi anh chuyển tới Thái Lan thi đấu cho câu lạc bộ Nakhon Ratchasima. Ngay lập tức, tay đập này đã mang về chức vô địch cho câu lạc bộ của mình cùng với danh hiệu cá nhân MVP. Cuối năm đó, ngôi sao cao 1m96 cũng giành tấm huy chương vàng SEA Games đầu tiên trong sự nghiệp. Những màn trình diễn quốc tế đầy ấn tượng giúp Rivan nhận được lời mời khoác áo câu lạc bộ Nagano Tridents, câu lạc bộ đang thi đấu tại giải bóng chuyền nam số 1 châu Á là V-League Nhật Bản. Ngay trong mùa giải đầu tiên, Rivan đã nằm trong top 4 cầu thủ ghi điểm xuất sắc nhất giải. Anh cũng có cơ hội được đối đầu với những vận động viên hàng đầu thế giới như Felipe Fonteles, Yuji Nishida, Mikan Kubiak, Dmitry Musetsky hay là Bartosz Kurek. Chính những trải nghiệm quý báu ấy đã khiến Rivan vươn tầm, trở thành ngôi sao bóng chuyền nam số 1 Đông Nam Á ở thời điểm hiện tại. SEA Games 31 vừa qua tại Việt Nam cũng chính là sàn diễn để cầu thủ 27 tuổi khẳng định đẳng cấp của mình. Dù thi đấu rất thành công tại Nhật Bản, nhưng ở mùa giải này, Rivan đã quyết định trở lại Indonesia và tiếp tục cống hiến cho đội bóng đã từng tạo nên tên tuổi của mình, đó là Surabaya Samator. Đây không phải là bước lùi, mà là sự chuẩn bị tốt nhất của Rivan hướng về gia đình và công việc trước khi anh vươn mình tới những mục tiêu lớn hơn trong sự nghiệp. Năm 2022 chuẩn bị khép lại, bạn có tò mò rằng ai là vận động viên bóng chuyền xuất sắc nhất thế giới? Bằng những con số thống kê chi tiết, hãy cùng điểm qua những siêu sao của bóng chuyền thế giới trong năm 2022 này nhé! Sau những ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, năm 2022 đánh dấu sự trở lại đầy sôi động của bóng chuyền thế giới với rất nhiều giải đấu lớn nhỏ, từ cấp câu lạc bộ đến những giải đấu đội tuyển quốc gia chất lượng như Volleyball Nation League hay FIVB World Championship. Dựa vào màn trình diễn và thành tích của các cầu thủ trong năm 2022, chuyên trang bóng chuyền hàng đầu thế giới là Volleybox đã thống kê và công bố bảng xếp hạng những vận động viên xuất sắc nhất. Vận động viên bóng chuyền nữ xuất sắc nhất năm 2021 là Paola Igonu đã tụt xuống vị trí thứ hai, mặc dù giành chức vô địch VNL 2022, vô địch Serie A và siêu cúp Ý. Nhưng giải đấu có hệ số điểm cao nhất là World Championship 2022, Paola Igonu và đội tuyển Ý chỉ cán đích ở vị trí thứ ba, qua đó khiến số điểm của tay đập này bị sụt giảm. Người cướp ngôi hậu của Paola Igonu là ngôi sao người Brazil Gabriela Guimarães. 2022 là năm thành công của cô gái 28 tuổi với chức vô địch Champions League, vô địch giải quốc gia Thổ Nhĩ Kỳ. Và mặc dù liên tiếp về nhì tại VNL và World Championship, nhưng 8 danh hiệu cá nhân giúp Guimarães vươn một mặt từ vị trí thứ 5 ở năm 2021 lên vị trí số 1 năm 2022. Cũng có 8 danh hiệu cá nhân lớn trong năm 2022 là Ana Carolina da Silva, người đồng hương đến từ Brazil, đứng ở vị trí thứ 3 trong danh sách những vận động viên bóng chuyền nữ xuất sắc nhất năm. Dù không giành được bất kỳ chức vô địch nào trong năm 2022, nhưng khả năng phòng ngự cực kỳ ấn tượng của da Silva giúp cô đạt tổng số điểm 987,5 điểm. Trong danh sách top 10, không thể không kể đến những cái tên khác như Isabel Hack, Brit Herbot. Ngoài ra, libero duy nhất đứng trong top 10 là Monica De Gennaro của Ý,
người giành tới 5 chức vô địch và 6 danh hiệu cá nhân trong năm 2022. Ở nội dung nam, dù bỏ lỡ những giải đấu lớn như Volleyball Nation League hay là World Championship, nhưng Wilfredo Leon vẫn có tên trong danh sách đăng ký thi đấu của Ba Lan và vẫn được tính điểm. Cùng với phong độ chói sáng ở cấp độ câu lạc bộ, Vua Sư Tử vẫn có 1.092 điểm và vươn lên trở thành cầu thủ xuất sắc nhất thế giới năm 2022. Bỏ xa người xếp thứ hai là Kamil Semenyuk, 87 điểm. 2022 là một năm đáng quên của Leon khi anh bỏ lỡ phần lớn các giải đấu quan trọng. Nhưng ở cấp độ câu lạc bộ, ngôi sao này vẫn tỏa sáng một cách rực rỡ. Trong màu áo Perugia, Wilfredo Leon giành chức vô địch quốc gia Ý, siêu cúp Ý và vô địch thế giới các câu lạc bộ, qua đó giành tới 9 danh hiệu cá nhân. Sau thời gian dài điều trị chấn thương, cuối cùng tay đập 29 tuổi đã tái xuất ở giải bóng chuyền vô địch các câu lạc bộ thế giới năm 2022. Ngay lập tức, anh để lại dấu ấn với lối chơi mạnh mẽ quen thuộc, góp công lớn mang về tấm huy chương vàng cho Perugia. Giành chức vô địch thế giới các câu lạc bộ tại B-Team là một trong những thành tích đáng kinh ngạc của chúng tôi. Tôi thực sự tự hào về những gì mà tôi và các đồng đội đã làm được. Chiến thắng này có ý nghĩa rất lớn với đội bóng. Chúng tôi đã trải qua một tuần đầy khó khăn tại B-Team, nhưng sau cùng chúng tôi là những người trở về nhà với chiếc cúp vô địch, đội trưởng Perugia chia sẻ sau trận chung kết. Wilfredo Leon ra sân 3 trong 4 trận đấu của Perugia tại giải vô địch thế giới các câu lạc bộ 2022, ghi tổng cộng 41 điểm, trong đó có 6 tình huống phát bóng ăn điểm trực tiếp. Đây là những con số không quá ấn tượng như những gì Leon đã từng làm được trước đó, nhưng nó là đủ để đánh dấu ngày trở lại của Vua Sư Tử. Trận đấu cuối cùng tại B-Team chứng kiến phong độ rất cao của đội trưởng mang áo số 9. Anh là cầu thủ ghi nhiều điểm nhất Perugia với 17 điểm, trong đó có 3 lần phát bóng ăn điểm trực tiếp. Hiệu suất dứt điểm của Leon cũng rất đáng nể với con số 66,67%. Đội trưởng Wilfredo Leon và Perugia khép lại chiến dịch của mình tại B-Team với 4 trận toàn thắng, qua đó nối dài chuỗi mạch bất bại của họ lên con số 20. Ở mùa giải 2022-2023, Perugia toàn thắng 11 trận tại giải vô địch quốc gia Ý, 4 trận tại giải vô địch thế giới các câu lạc bộ, 3 trận tại Champions League và 2 trận tranh siêu cúp. Với cá nhân Leon, anh nói lời chia tay năm 2022 đen đủi bằng chức vô địch mang rất nhiều ý nghĩa, hứa hẹn một năm 2023 bùng nổ hơn khi Vua Sư Tử trở lại với phong độ cao nhất. Màn tái xuất của Vua Sư Tử Leon cũng là thông tin cuối cùng của tạp chí Bóng Chuyền tuần này. Hy vọng chúng tôi đã mang tới cho bạn nhiều thông tin thú vị. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại!